pew pew. YOLO, chúng ta cùng đến với trận đấu mà có lẽ lúc này không còn bất kỳ một lý do gì cho thất bại và không có bất kỳ một lời khen nào cho chiến thắng đủ để tả tất cả cảm giác của Aliens. Nhưng bây giờ chúng ta cùng đến với trận đấu mà có lẽ các fan hâm mộ của Dota 2 trên thế giới mong chờ rất rất nhiều. Đó là trận đấu để tìm ra đối thủ của Aliens ở trận chung kết của nhánh thắng sẽ được diễn ra vào tối ngày kia thì phải, nếu mình không nhầm, tối ngày kia hoặc tối ngày mai. Để tí mình tính xem lại lịch. Nhưng mà lúc này thì như chúng ta có thấy trước mắt, Tông Phu hậu thủ tối gặp với Nathan Spinsery sinh ra để chiến thắng. Chúng ta nhìn được rằng đó là Weaver bị ban ra, có vẻ như là Tông Phu nghĩ rằng là Weaver là hero tổ của Xbox, carry tổ của Xbox tại The International 3 lần này. Liệu chăng đây có phải là cái bẫy mà Na'Vi đã làm cho Tông Phu rơi vào khi ở vòng bảng thì Xbox với Weaver cực kỳ bá đạo. Bên phía Na'Vi họ luôn luôn ban Bad Rider và Nax. Đây là hai lượt ban mà Bad Rider thì gần như 99% đó là Poppy ban ra trong tất cả các trận. Còn Nax thì là một hero tủ của Xbox, nhưng mà Poppy trong thời gian đây cũng rất là ghét khi phải đánh con này, trừ khi anh pick được cho Xbox, còn không thì anh toàn loại bỏ ra. Bên phía Tông Phu của Daxia Watcon, một hero đi lane khá là dễ so với các hero đi solo lane khác. Trong khi đó thì họ có Chen và Rubik, hai con support rất tổ của Na'Vi. Tong Fu's turn to ban. Bên phía Tông Phu có Shadow Demon. Rất có thể là họ sẽ tìm kiếm những hero để có khả năng combo với Shadow Demon như là Last Strike, Miranda, Sand King. Park bị loại bỏ. Park vào tay của Dandy trong thời gian gần đây từ Alienware Cup cũng vô cùng là bá đạo. Tong Fu's turn to ban. Và lúc này thì Last Strike bị loại bỏ như mình nói thì đây là một trong những combo để cả có thể đi lane rất là tốt, và kể cả trong combat cũng vậy. Last Strike với nổ vũ trụ và Shadowman thì buff đẹp nữa, kết thúc các hero support hay kể cả là carry cũng rất là đơn giản. Bên phía Tông Phu sẽ có lượt ban thứ tư đường OD, một hero đi mid rất tốt và có khả năng đi lane mid. Trong khi đó thì Alchemist cũng bị loại bỏ. Alchemist lúc này gần như là một trong những hero mất cân bằng nhất trong Dota 2 theo sự phân tích của Poppy, Sindarins và một số tay chơi khác. Na'Vi có lượt pick trước ở lượt pick thứ 3. Có Chen, Rubik, rồi bây giờ sẽ là đến lượt Phoenix, Xbox và Dandy. Có thể là họ sẽ pick cho Phoenix trước. Well, đó là Miranda solo lane. Và tiếp theo sẽ là pick cho Havoc và cuối cùng là pick cho Dandy. Rồi bên phía Tông Phu họ đã có solo lane và support rồi. Na'Vi's turn to pick. Spectre được pick, có vẻ như người Trung Quốc đang train Spectre cho The International đó. What the f... Tong Fu's turn to pick. Bắt chờ. Ôi mẹ ơi. Ôi mẹ ơi. Ôi mẹ ơi. Không thể tin rồi. Không thể tin rồi. Đáng tiếc cho ông nào đi học quân sự và đáng tiếc cho ông nào đi thi.
5 seconds remaining. What the f... Vâng, chúng ta sẽ đợi một chút để Piu Piu up cái ảnh lại lên cho fanpage để nhớ lại, sau này còn có cái ảnh để nhớ lại. Và lúc này thì bên phía Tông Phu có lẽ là phải sững sờ rồi. Jack Hero, wow, Jack Hero để phối hợp với lại Shadow Demon và Darkseer rất là tuyệt vời, cực kỳ tuyệt vời. Trong khi đó thì Navi's turn to pick. Kunka, vâng, nếu như Darkseer, vâng, Darkseer, Jack Hero, Kunka thì đúng là thảm họa thật. Kunka lại có thể đảm nhận vị trí limit nữa. Đúng là như vậy, bởi vì Darkseer vây kiềm, Jack Hero đóng băng, Kunka thả thuyền và đặt nước nữa thì AM, AM bị loại bỏ. Bởi vì thật sự thì đây là cái đội hình mà đều là những hero rất là tốt, chơi rất là tốt của bên phía Na'Vi. Đây là gần như là chơi theo hướng hero tổ của tất cả các thành viên bên phía Na'Vi rồi. Trừ có Mirana thay bằng Kling nữa thì chắc là nguyên một dàn luôn. Trong khi đó thì bằng máy bay được pick cho Xbox rồi. Xin nói thêm một chút về con máy bay này, đó là Hervos chơi máy bay cũng rất tốt. Nếu như mà nói về tỷ lệ thắng thua của Hervos với máy bay thì có lẽ là chỉ thua kém có Nine X thôi, Life to Learn. Với trong khi đó thì solo lane của Tông Phu là Clockwakes. Chúng ta... Vâng, máy bay đúng mà mình nhớ không sai chút nào. Lifestealer được Xbox chơi 58 trận, tỷ lệ thắng là 77,6%. Trong khi đó thì máy bay được Xbox chơi 35 trận, thắng 28 trận và tỷ lệ thắng là 80%. Go per minute trung bình của máy bay của Hervos Xbox là 564, còn cao hơn cả Lifestealer. Chúng ta cùng đến với game đấu đầu tiên trong bo 3. Trận đấu bán kết nhanh thắng The International 3. Trận đấu này trị giá tương đương khoảng gần 300.000 đô. Mỗi một trận đấu sẽ trị giá tương đương khoảng 100.000 đô và mỗi tay chơi sẽ gánh vác trên mình khoảng 25.000 đô. Nếu như đổi ra tiền Việt, nếu như đổi ra tiền giấy, sẵn sàng phủ dọc tất cả các con đường quốc lộ ở Việt Nam và sẵn sàng nếu như xếp lên tiền xu thì đỉnh Phan Xi Păng cũng chỉ là chân ghế mà thôi. Lời chúc may mắn của Xbox. Koroki với Rubik, tỷ lệ thắng của anh là 71% thì phải, 71% với Rubik. Còn Chen của Puppy có lẽ là sẽ có first blood sớm chăng. San Shang chỉ có một mình San Shang, Banana và King J ở phía dưới bot thôi. Rất nhiều mắt được cắm ra chỉ để counter một mình con Chen. Illusion sẽ đi phá cái kem ở dưới bot này, chắc chắn luôn. Đi phá kem để Poppy không farm được, nhưng mà wow, chỉ cần một kem và ra được một cái creep đẹp thôi. Dandy sẽ bị mù, có lẽ là hành tỏi ở đây, bởi vì thật sự thì Clockwatch đi với Dandy rất là khó chịu. À xin lỗi, Clockwatch bây giờ thì đọc tên Posh thành Dandy luôn rồi.
Butcher rất là ngại những hero khả năng minis. Có một đẩy. Trong khi đó thì một arrow bắn ra nhưng Sanchez né được. Đốt mana và liên tục đẩy để lên đi, rất là khó lòng để có thể hút được. Trong khi đó thì Kuroki sẽ ra harass ở phía sau. King J cần phải rất cẩn thận, nhưng mà có vẻ như lúc này thì với việc có giáp gai và không ai lao lên hỗ trợ thì Kuroki lại là người phải đáng quan tâm về cái máu của mình. Vâng, tỷ lệ thắng của Puppy với Chen là 74.6%. Và cũng là hero mà anh chơi nhiều nhất. Anh chơi 67 trận rồi. 67 trận với Chen và chiến thắng 50 trận. Tiếp tục đẩy hết mana luôn. Cực kỳ khó chịu. Đẩy hết mana luôn, nhưng mà lúc này thì Butcher của Dandy cũng đã có cho mình được cái bình rồi. Phoenix tiếp tục chơi trò Farmation. Với việc control lane rất là tốt thì chúng ta rõ ràng thấy được rằng là lane của Xbox không hề di chuyển chút nào. Vẫn ở khu vực này sau 2 phút. Thay vì đi cướp rune, Dandy sẽ ở đây và hit level cũng như farm để cho support cướp rune. Vâng, lúc này ở mid thì arrow không được, nhưng dù sao thì Butcher vẫn kết thúc được một pha hook ngay bên cạnh. Nó lao lên rồi, hook tiếp đi. Vâng, đóng băng rồi nhưng tự chộp lại rồi. Một pha hook và lao ra hỗ trợ của Phoenix và Kuroki. Hook ngay sát người. Trong một tình huống hỗn loạn vừa rồi thì Na'Vi vẫn có first blood. Vâng, bây giờ thì tất cả các hero bên phía Tông Phu đang có chiều hướng dồn ra mid. Thứ bảy máu chảy về team, còn đây là Dandy mà bắt chờ thì cả team đối phương dồn về mid. Vâng, một pha hook để farm của Dandy. Lúc này Hao đã có cho mình được dép lào. Dandy! Oppa Dandy! Nhưng mà bây giờ thì đang bị mini stun rồi, vậy là bị giết ngược. Đúng là Clockwork để mà đi mid thì rất là khó chịu với lại Butcher. Đặc biệt hơn là anh đã có cho mình hai cái All Club. Rất khó để có thể giết được khi lượng máu đã lên gần 1000. Vâng, Phoenix nhảy đi rồi. Con chim này rất là đẹp, không biết là ông nào có thông tin được con chim này là bao nhiêu. Vâng, vậy là chim của, vâng, con chim này là của The International 3, lần đầu tiên mình cũng nhìn được luôn. Puppy and Rune Hest. Có tele xuống bot của King J. Vâng, King J vừa tele xuống gặp ngay Puppy thì đã chạy về thôi. Đệ của Puppy cũng đang từ từ đi lên. Trong khi đó thì bắt chờ hút nhưng đã không thành công rồi. Không được đâu. Dire's bottom tower is under attack. Dire's structures are fortified. Trong khi đó thì với việc là có creep như thế này thì Chen sẽ đi lure creep đi ra xa để stack vào, sau đó thì cái đàn sau sẽ cùng lên với đàn này. Gần nhau thì máy bay sẽ dùng skill để farm cho nó lẹ, cũng như là đẩy trụ. Puppy vẫn chưa thể lấy được hai đệ. Butcher của Dandy sắp level 6 rồi. Khi có level 6 thì mọi chuyện sẽ đơn giản hơn rất nhiều, bởi vì có gặm để định vị lại đối phương. Trong khi đó thì với việc là ăn được một mạng vừa rồi của Dandy thì Mu đã ngay lập tức vượt lên và gần level 7. Vâng, Mu chạy rất khéo. Mu! Đúng lúc có level! Arrow! Đúng lúc có level 6 tính. Nhưng mà cái hộp đã bị
Spectre đỡ hộ và lại quay ra giết được cả Mirana. Rất có thể sẽ là double kill. Uống bình rồi. Uống bình rồi. Uống bình rồi, xong rồi sao đấy? Có một đóng băng được. Và cả khe lửa nữa. Những tay chơi đỉnh cao và những kỹ thuật phải nói là đạt đến mức độ thượng thừa. Puppy tiếp tục cướp rune. Không phải lần này là nhường cho Dandy. Liệu có hook hay không? Vâng, Jack Hero đang chui vào. Không được rồi. Dandy đã quyết định là cướp rune chứ không phải là... Trong khi đó thì Mirana với việc hỗ trợ được pha arrow vừa rồi rất tuyệt vời. Thì bây giờ anh lại phải đi farm lại. Dandy vẫn còn smoke và đang đi lên top. Có vẻ như là muốn gank top rồi. Khi chỉ có một mình Sunshine ở đây. Dire's bottom tower is under attack. Bật rune invi và đi lên. Sunshine! Sunshine! Chạy vào nơi! Hút ra và giết bằng, quyết tâm giết bằng được. Rất nhiều tên hệ nhưng mà Tông Phu cứ như vậy thì máy bay vẫn đang free farm dưới bot. Và lúc này thì vượt farm với Spectre rồi. Poppy vẫn đang cố gắng để đi lấy level 6. Trong khi đó thì Kuroki cũng đã level 4 rồi. Trong khi Spectre phải chạy toán loạn thì máy bay của Hervos vẫn một mình đứng farm rất thoải mái bên phía dưới bot. Tiếp tục tê lên lên top, đó là Dandy. Cũng rất khó bởi vì Hao lại đang giúp ở rất xa. Vâng, cắm bên phía Tông Phu đang bị cuốn vào lối chơi của Na'Vi khi họ đang phải sử dụng mắt để phá Asian. Nhưng lúc này thì Phoenix đã đủ level và đang talent để farm rồi. Clockwork không có rune và Clockwork sẽ đi về. Trong tình huống vừa rồi nếu như mà Dandy hook thì không hiểu là Mirana có kịp rune bot và Kuroki đã cướp rồi. Một phá hook ra nhưng không thành công. Hao chỉ còn tí máu thôi. Hao đang đi về. Vâng, bắt chờ đi ra. Một pha arrow không chính xác. Sunshine! Thôi rồi lượm ơi Sunshine! Đúng là anh quá rụt. Trong khi đó ở bên dưới V-Bot thì máy bay cũng giết được thảm hoa rồi. Bây giờ thì Mu mới đi ra, quá muộn. Sunshine hình như là run tay thì uống vừa rồi, anh hoàn toàn có thể đi bộ về. Nhưng lại rúc vào bụi để tên lên. Vâng, đúng là đây là tâm lý nhiều hơn là về trình độ. Không hiểu lắm tại sao lại Sunshine lại làm cái điều như vậy. Có một pha đặt tường quá sớm. Ulti từ Spectre đóng bằng ra Hervos. Tất cả skill của bạn Hervos. Hervos nằm xuống rồi. Một. Vâng, vậy là đệ của Chen đã kết thúc được Clockwork. Nhưng bây giờ thì đến lượt Puppy cũng không chạy nổi. Không được rồi. Bây giờ thì Phoenix để đi farm lại được. Liệu có pha hook nữa không? 2 giây. 1 giây. Hook đê đó là. Không được rồi. Oppa đen đê. Oppa Dandy, vâng, lại tự nhốt vào. Một pha, vâng, Hao có double damage. Hao có double damage. Vâng, bị kết thúc rồi. Có một nút đen. Vâng, đến lượt Bananas. Banana lại di chuyển khó hiểu rồi. Đến lượt Hervos. Quá khó hiểu. Tông Phu đang bị làm là... đang bị quay như trong trống. Đúng là thôi rồi, lượm ơi rồi. Từng người một nằm xuống rất là khó hiểu.
bên phía Xbox cũng như là Fnatic cứ lần lượt farm thi nhau farm thôi, quay nhau farm. King J đang cố gắng deny trụ, anh deny được rồi. Dire's bottom tower has been denied. Thật sự thì quá hoảng loạn. San Sheng liệu có nhìn thấy hay không? Còn vừa nhìn thấy rồi, với pha di chuyển ra vừa rồi thì nhìn thấy rồi. Vâng, Spike chế bao trong tình huống này. What the? Hỡi mém, tại sao lại pause? Tại sao lại pause đúng lúc vừa đủ tầm để hook? Vâng, mắt chờ của Dandy đã dùng skill rồi và chỉ việc click ra thôi. Pause gì khó hiểu vậy? Không được rồi. Nếu như bây giờ mà Shadow Demon để cái setting là bấm hai lần vào skill thì sẽ tự dùng skill lên bản thân ấy, thì nó sẽ chộp ngay. Chộp nhanh hơn là tốc độ của hook bay ra. Không được. Không hiểu lắm là pause vì lý do gì. Trong khi đó thì ở phía Zbot, Havos cũng đang farm rất là xanh, cực kỳ xanh luôn so với lại Spectre. Jack Hero đang đi ra. Vâng, bây giờ thì Spectre sẽ bị diss rồi. Rất có thể là khi nhìn thấy bắt chờ lao lên như thế này thì Shadow Demon chắc ngồi cạnh ông Spectre chứ giật mình hoảng loạn. Quay sang định cua tay đập vai Spectre, hỏi là bây giờ ta nên làm gì, liệu team có tele không. Cua tay nhanh quá đập vào màn hình của Spectre chứ đổ xuống bàn hiểu không. Đi không phải cái thằng nó định ông tao hiểu không. Hoặc là đập bàn phím thì thế là hỏng rồi. Disconnect đây là thế là dây mạng ở dưới bị rút ra hiểu, bị giật ra. Thiên vị gì không? Tôi nói là tôi nói gì thiên vị? Tôi bảo là rõ ràng San Sheng run từ tình huống này rồi, tình huống ở đây rồi, thiên vị quá gì ở đây, chả thiên gì thiên vị cả.
Mấy ông cứ biết mình thích Navi, có bảo bình luận thiên vị. Mình chưa nói gì là Navi thua là bởi vì là cái lý do gì, hay là thắng là bởi vì là pro cả. Cái này là theo kiểu cái cảm tính của các bạn ấy. Mình bình luận vẫn bình thường như bao trận khác. Nói xin nói về vấn đề thiên vị thì mình có biết ở ở Việt Nam cũng như là ví dụ như là Toby thích Navi chẳng hạn, hay là các bình luận viên nói chung của Beyond Summit không thích Navi chẳng hạn, họ red Xbox 4 điểm. Thấy không? 4 điểm, đây là những cái nhìn cá nhân của mỗi bình luận viên thôi, họ các không không được rồi, chắc chắn rồi. Hay là ví dụ như là Mèo Mèo của Dota 2VN thì thích Aliens, fan cuồng của Aliens tại khá như vậy. Tiếp tục hút không được rồi, xa quá. Rất là bình thường, không có phải là fan cuồng này. Fan cuồng phải là các bạn phải lấy lý do là đã có cắm mắt ở đây rồi. Cắm mắt ở Senchi ở đây, nhìn thấy mắt của Dandy ở đây rồi. Vâng, các thành viên của Tông Phu phải ép sát mình vào để farm. Tiếp tục cắm mắt ra. Vâng, rút hết vào bụi rồi. Họ sẽ tống top để cho vâng size sẽ carry và semi carry farm. Vâng, phải nép hết vào đây à. Không dám ra farm luôn. King Jay mới có mỗi soul ring cũng phải đi lên top rồi. Tiếp tục smoke được mua. Phoenix sẽ ra để ăn rune hết. Không được rồi. Hỏng rồi. Bây giờ là ulti. Và invi để chạy đi. Đuổi theo họ vô rất là vãi. Cực kỳ thông minh. Mu cùng với đồng đội phải nói là cực kỳ thông minh. Họ đuổi theo Havoc không sai. Havoc đã nóng mặt rồi. Shadow Demon không được rồi. Trong khi đó thì Poppy sẽ tiếp tục đẩy trụ. Vâng, vậy là trò bắt chờ lại. Trò bắt trở lại rồi. Không được. San Sheng rất cố gắng để né. Havo sẽ quyết định là đẩy top. Có cả tele lên của Spectre. Không được, con creep rồi. Banana chắc chắn là chết rồi. Quá hay. Bây giờ núp đèn tiếp tục là mạng nữa. Đến lượt Hào cũng sẽ chết rồi. Hào không thể nào mà chạy được nữa rồi. Clockwake. Clockwake sẽ cố gắng để làm gì đây? Và một pha hút vào creep để chạy đi. Vừa set rồi. Hút ra khỏi đèn đi. Opa đèn đi. Còn Koloki thì bật Magic Stick. Người được trụ là máy bay. Phối hợp với nhau trên cả tuyệt vời. Dire's top tower is under attack. King Jay vẫn còn rất xa với Mekan, trong khi đó thì Navi đã tập trung đi push từ rất sớm để lấy tiền lợi thế. Mắt tiếp tục được Dandy cắm lên. Con chim phải chắc chết rồi. Con chim phải không thể nào mà chạy được. Vâng, cả arrow cả hook cùng tuyệt. Đóng băng thì lại chuẩn xác từ banana. Spice đi ra rồi. Đặt tường. Wow. Wow. Koloki cướp skill đặt tường cực kỳ hay. Tiếp tục là tiếp tục hook được rồi. San Sheng tiếp tục đâm xuống. Còn Hao và Mu thì bây giờ biết làm gì đây. Ulti đóng băng ra không được. Trong khi đó thì tiếp tục một slam đất rồi. Dandy liệu có hút hay không? Không hút rồi. Núp đem vào người của Spectre. Hút được nữa rồi. Oh my.
không thể hài hơn được nữa. Banana tiếp tục đang chạy về, nhưng mà đệ của một đúc đêm đóng ngược lại rất hay, nhưng được chộp lại cứu người. San Sang sẽ bị nhấc lên kéo ra phía sau rồi, có gặp không được, còn grip Dandy sẽ được gửi về nhà. Vâng, đóng băng từ Kuroki. Chính dính đầu nhưng không có đem, không ai có đem ở đây cả. Kuroki cũng hết mana rồi. Puppy thì đã dùng ulti và bây giờ thì có Mekan. Máy bay sẽ đang chạy được về nhà và sắp có được BKB. Hai bên đóng băng nhau. Có một nhấc. Húp được nữa rồi. Hối hợp với nhau hay quá trời. Unstoppable rồi. Body block từ đệ của Chen nhưng không thành công. Đang cố gắng đuổi theo. Né. Chỉ có đường té thì mới chạy được thôi. Té không nổi. Húc ra rồi. Thôi chết rồi. Tự tin thái quá. OT đến từ Chen giữ cho máu của Dandy đây. Đóng mặt lên. Và cả Aro nữa kìa. Rồi ôi hô. Húc đi. Bắp tốc nào đi rồi. Cool down xíu vừa rồi thì đúng hơn. Thật là mãn nhãn với Na'Vi. Tại sao họ lại đông fan? Bởi vì họ đánh quá tuyệt vời. Dire's middle tower has fallen. Dire's bottom tower is under attack. Tiếp tục đi. 2000 máu rồi. Có slam đất không? Có slam đất rồi, chết rồi. Không được. Sad. Oh god man. Oh my god man. 1900 rồi, 1917. Chim bị chết và vẫn chưa thể mang Mekan được lên cho Puppy. Boss đã có được cả BKB rồi. Và có một số bạn có nói là đây là game nhạt phèo. Well, cảm nhận của mỗi người thì cũng rất là khó khó nói là game này hay hay không hay. Riêng với những bình luận viên như Pew Pew thì game đấu này là game đấu tuyệt vời. Không thể nào mà hay hơn được những game đấu như thế này nữa. Nếu như game đấu này với bạn là nhạt thì chắc chắn là nếu như các bạn xem Aliens đánh thì sẽ hay hơn rất là nhiều. Với S4 đi gank ở khoảng phút thứ 20 hoặc 30, lúc đấy thì S4 sẽ đi gank cùng với team. Một lối đánh đang có phần được chuộng của thế giới đó là đi speed push. Lag à? Đèn đề. Trong khi đó thì đệ của Chen đang đi lấy tầm nhìn nhưng có mắt ở đây mà. Một chói. Húp, không được, xa quá. Nhưng bây giờ thì Aro ấy trúng. Trong khi đó thì Clockwork này vâng nhấp được rồi, ném ra ngoài. Có ulti từ cả Mirana nhưng vẫn bị kết thúc. Kuroki nằm xuống rất nhanh. Bật Dust lên rồi. Senchi được cắm xuống. Puppy đi vào đặt war rồi. Vây kiệp quá tuyệt vời. Quá tuyệt vời như Harvest. Harvest xuất hiện với ulti thả Tomahawk cực kỳ điên loạn của mình. Trong khi đó thì Phoenix vẫn đang cố gắng đuổi theo. Húc được nữa rồi. Chỉ có mỗi hai support của bên phía Na'Vi chết rồi. Đánh quá kinh. Đánh quá kinh rồi. Hào trong khi đó cũng có 2500 tiền. Rất nhiều tele. Húc không được rồi. Hào đã chui vào trong kia. Phần Nick lúc này đã lên lô thà. Vâng. Thật sự thì Na'Vi đã Phoenix lên Lothar rồi. Na'Vi đang đánh
Rất thoải mái. Đánh cực kỳ thoải mái. Dire's middle tower is under attack. À, mình có đuổi bạn xem đâu. Mình không đuổi bạn xem, nhưng mà well, với những bạn mà nghĩ mình là fanboy của Navi và bình luận quá thiên vị về Navi thì mình thấy mình chưa có nói cái gì thiên vị về Navi cả. Còn là mình cũng đang nói những cái rất là thực tế của trận đấu thôi. Lượng vàng trên lệch lúc này là hơn 10.000 với những hero mà thiên về bên tính chất push và gank mà họ thành công thì là rất là đẹp. À, hay là các bạn húc không được, xa quá, Spectre đi về rồi. Cả đội hình của Tông Phu phải ôm nhau. Trong khi đó thì Phanix đi farm lại có 1.000 tiền rồi. Hai mươi bảy mười một nhưng mà game này kéo về late cũng không vui vẻ chút nào cả. Phanix lúc này Lothar đi ra rồi, cả đội hình của Tông Phu về ở bên trong. Bắt được Banana. Ngáo ngơ tiếp tập N cộng 1. Unstoppable rồi. Dire's middle tower has fallen. Radiant's top tower is under attack. Trong khi đó thì Phanix có 1.500 tiền, chưa hiểu là sẽ Phanix sẽ lên đồ gì. Thật sự thì cái style Mirana lên Lothar này, nếu như mà để nói là đấu trường chuyên nghiệp thì rất là ít khi thấy. Còn ở trong pub game thì thấy rất là nhiều rồi. Kuroki đã có cho mình Blink, vâng, sử dụng ngay phát mở hàng. Hovot 2.100 tiền. Quá tầm. Radiant's top tower has fallen. Havos tiếp tục ăn trộm, họ sẽ push vào trong. Lượng vàng chênh lệch lúc này đã chạm mức 14.000. Một tô bà hốc. Blink lên kéo ra phía sau. Và bây giờ là sẽ bị tô bà hốc cắm đít. Arrow vào rồi, không thành công. Vâng, Shadowman Anarun Invi, nhưng mà quá xa để có thể giúp được đồng đội. Trụ nằm xuống rất là đều. Trụ nằm xuống rất là đều. Một arrow. Arrow. Trời ơi, tí tèo tèo tèo, tí tì tì tì. Một pha sượt mông. Dende vẫn đang tìm góc để hút. Đã phải dùng Fortify rồi. Tiếp tục arrow. Lại là một pha sượt nách. Hút ra nhưng đó lại chỉ là bóng. Mất ulti rồi. Mất ulti rồi. Dende. Hoppa. Dende nhưng bây kiếm lại đặt war. Một pha đóng băng ra nhưng mà đó lại là Horvus với BKB. Thôi rồi, tự nhốt vào đây thì tự tử rồi. Tự tử rồi, ulti từ Spectre nhưng chưa có đem. Chưa có đem, Favos chưa có đem. Spectre chưa ulti. Tiếp tục hút, không được. Né tí nữa thì đóng băng rồi, cũng được mỗi Horvus. Tôm hút vào rồi. Tôm hút. Bắp tốc nào đi rồi, có. Thả Arrow đánh nhau, loạn sinh hậu. Trong khi đó thì Na'Vi đã lao vào trong trụ, đã có Dendy ngồi gặp. Trong khi đó thì Phanix giết sàn sàng. Oh my god. His bottom tower is under attack. Mirana vẫn chưa dùng ulti. Máy bay ăn được trụ. Một tôm hốc cắm đít vào ớt con. Mẹ ơi cứu con với. Bắt tốc là đi rồi. Mecha được mở lên. Sẽ có lag. Tôm hốc xin lỗi các bạn. Bắn tên trúng rồi.
Và họ sẽ tiếp tục push vào trong. Dandy đang đầy máu, quay lại rồi, có lên cả BKB nữa rồi. Tiếp tục Tom Hawk cầm đít. Tom Hawk có đuổi con. Phá Tom Hawk rồi. Một khe lửa slow. Không, trúng rồi. Không khác hack là mấy. Bắn rất đau. Hút không được, xa quá. Mecha được mở lên rồi. Puppy bắt đầu hết mana. Nhưng họ cũng đã làm một cái điều họ muốn, đó là ăn trụ Rex. 4.300 tiền cho Hervos. Nói về gì? Thế này mà bảo không hay. Tôi cũng chả hiểu. Hay là phải thế nào? Nói câu này thì đúng là bây giờ mới là thiên vị, bây giờ mới là fanboy này. Ok, nói những câu như vậy, câu phải hiểu được như vậy thì mới là bình luận viên thiên vị, ok. Na'Vi đánh tất cả vòi như thế này mà bảo không hay. Hút phát nào trúng phát đấy, Auro thần thánh bay khắp nơi. Nếu như mà game một chiều ấy, game một chiều mà theo kiểu là ở đi farm, nếu như mà game một chiều theo kiểu ở đi farm vòng vòng, sau đó thì rep cả gank được, xong đi farm lết push em nói làm gì. Nhưng mà để mà các bạn nên nhớ đây là Tông Phu nhá, toàn tay chơi nổi tiếng, toàn pro player, hook được họ không phải đơn giản, đánh được họ, chết được họ là khó, chứ đừng nói chuyện hook được họ. Và bây giờ thì Hervos đang hổ báo bởi vì có Stantic. Một chói đó là Sanchez. Và không kịp. Arrow vào đóng băng. Hervos đã mở BKB. Hervos mở BKB và bắn trụ. Không được, xa quá. Xa quá. Một phút nữa thì mới có lại BKB, nhưng mà bây giờ trụ cũng đã mất đến gần một nửa máu rồi. Một arrow. Zuki ở ngoài không chim lợn nhá. Ben đấy. Ben bây giờ đấy nhá. Ben IP đấy. Trụ nằm xuống không ai đép luôn. Có smoke đi ra rồi. Lên Butter. Mirana lên Butter rồi. Không được. Tomok cắm thẳng đầu hào. Đã có chộp. Chưa có BKB 10 giây nữa. Không được. Combo fail rồi. Ulti từ Mirana. Hút ra được chúng đó là. Nhưng vậy vây kiếm ra ngoài thôi rồi. Ulti đến từ Chen nhưng anh cũng nằm xuống. Kuroki chắc chết trong tình huống này. Nhưng ở phía sau Sancheng đã bị đuổi. Sancheng đã bị kết thúc bởi Mirana. Hervos vẫn còn ở đây. Và lúc này thì có BKB. Vẫn còn đó đen đấy. Úp. Và đen đầy man. Ulti của Hervos không chính xác lắm. Trụ sẽ bị thịt thôi. Radiance của Hao đốt quá đau. Vâng, fortify trụ, Dandy và đập trụ rồi. Trụ của tao, thằng béo ị. Trụ của tao. Đấy, Hervos đã làm. Vâng, Hervos đã cây ác được trụ. Không ai đép cái nhà cả. Rất là khó. Vâng, tất cả cục đé. Né hook. Sắp có Rex rồi. Hervos, BKB. Một pha dụ hàng rất hay. Chộp lại cứu nguy từ Sancheng. Và bắn đầu như thế nào, chỉ là bắn lan thôi. Sancheng gần chết. Một pha vây kiềm, núp đem từ. Một pha alo chuẩn xác được. Hút ra ngoài của Opa Dandy. Và rồi thì bây giờ sẽ là gặm chắc chắn rồi. Vâng, bây giờ thì có lẽ là Hào cũng sẽ nằm xuống, bỏ BKB đập luôn. Godlike cho Dandy, what the. Vâng. Ơ kìa. Hervos bóp anh nhá. Hervos bóp anh nhá. Tự phọt ra ngoài rồi. Nhưng mà bây giờ thì ai đép nhà, chả ai đép nhà cả. Có hốc không? Có hốc kìa. GG được gọi từ Hào.